không tốt cho giấc ngủ, một năm qua, chế độ ban đêm được các nhà phát triển smartphone liên tục cập nhật trên các điện thoại Android và iOS, một số ứng dụng phổ biến khác của Google, Facebook cũng thêm các tính năng nền tối để thay đổi màu sắc giao diện với tông màu tối. Người dùng biết đến tính năng chuyển sang chế độ ban đêm được cài đặt trên thiết bị di động hoặc nhận được câu hỏi bạn có muốn chuyển sang chế độ ban đêm hay không vào cuối giờ chiều. Chế độ này nhằm mục đích hỗ trợ giấc ngủ bằng cách chuyển tông màu màn hình thiết bị từ ánh sáng xanh sang ánh sáng vàng hơn vì ban đầu người ta tin rằng việc để mắt tiếp xúc với ánh sáng xanh sau khi mặt trời lặn có thể làm bạn khó ngủ tuy nhiên lời khuyên này có thể bị loại bỏ bởi kết quả nghiên cứu mới của tiến sĩ tim brown đại học manchester đứng đầu nhóm cho thấy điều ngược lại thí nghiệm được thực hiện trên chuột cho thấy việc sử dụng ánh sáng mát hơn vào buổi tối và ánh sáng ấm hơn vào ban ngày ít gây xáo trộn đồng hồ sinh học của cơ thể theo tim brown cơ thể người cảm nhận màu sắc để dự đoán thời điểm trong ngày nhận biết ánh hoàng hôn mờ hơn và xanh hơn như một tín hiệu báo chúng ta nên ngủ và ban ngày là màu vàng sáng ấm hơn cho chúng ta tỉnh táo đồng hồ sinh học cơ thể sử dụng melanopsin một loại protein nhạy cảm với ánh sáng trong mắt để đo độ sáng các nhà nghiên cứu nhận thấy cường độ ánh sáng có tác động chính đến melanopsin hơn là phổ màu vì vậy điều quan trọng nhất là làm giảm cường độ ánh sáng mà bạn tiếp xúc thay vì màu gì mặc dù nghiên cứu được thử nghiệm trên chuột có ý nghĩa đối với con người và việc sử dụng các thiết bị thông minh chưa thực sự rõ ràng Tiến sĩ Brown cho biết, có lý do chính đáng để tin rằng những phát hiện của nhóm nghiên cứu có thể áp dụng cho chúng ta. Dù thế nào, có lẽ bí quyết để có giấc ngủ ngon hơn sẽ đơn giản là tắt các thiết bị di động trước khi lên giường.